Vâng, xin chào anh em nhé. Trên tay mình đây lại là chiếc Samsung Galaxy A90. Và hôm trước mình có dựng chiếc máy này để mình test tựa game PUBG ấy. Thì có rất là nhiều anh em bảo mình là test thêm một tựa game Liên Minh Tốc Chiến nữa. Thì hôm nay mình sẽ chiều ý anh em đây. Và mình sẽ bắt đầu vào game ạ. Đây. Đây, và trước khi chơi thì mình sẽ show cái bảng setting của chiếc máy này nhé. Đây, và phần đồ họa này, chúng ta có phần thấp nhất này, phần cân bằng này, cao này, cực cao này. Wow. Với con chip Snapdragon 855 thì chiếc máy này đã lên được max setting luôn, bật được cả 60 FPS này, độ phân giải cao nhất luôn. Và mình sẽ thử vào game xem chơi xem nó như thế nào nhé. Mình sẽ chọn một con tướng tủ của mình, Miss Fortune này. Đó, và pin lúc này mình đang test 78% nhé. Để tí anh em chơi, tí sẽ chơi xong một trận chân pin nó tụt như nào nhé. Trận này mình sẽ đi đường giữa. Đồng đều với tranh len của mình rồi. Bị nhìn nó hay mất cả tốc biến luôn. Đi nó xem. Chết rồi.
under attack. Ôi chị chết rồi, đánh nhầm rồi. Trời rất mệt luôn anh em ạ.
Mình vừa con bác vừa pha rất là đông mà nó không hề bị giật lag hay gì nhá. Ô đội địch đầu hàng rồi. Đội địch đã đầu hàng rồi. Và anh em thấy cái màn test game vừa rồi thế nào? Anh em thấy hiệu năng của chiếc máy này thế nào? Và xem pin nào. Từ lẽ giờ mình chắc mà lúc mình chắc là 78% mà bây giờ xuống còn 73%. Và mình để cấu hình là max setting luôn. Thì anh em thấy là pin con này cũng khá là trâu đúng không? Và clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu mà anh em cần mình test chiếc máy nào thì cứ comment bên dưới, mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em. Xin chào và tạm biệt anh em.